Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Đường rẽ vào địa đạo Vĩnh Móc. Thật ra thưa quý vị, đây là lần đầu tiên tôi mới biết đến địa đạo Vĩnh Móc. Tôi chỉ biết đến địa đạo Củ Chi và đã thấy khâm phục rồi. Và trong đầu tôi trước đây chỉ nghĩ đến địa đạo Củ Chi. Đi ra phía miền Trung này, lần đầu tiên tôi mới nghe đến địa đạo Vĩnh Móc. Thưa quý vị, không biết thì nói không biết, đó là điều không biết thiệt. Vậy thì tôi đi học sử địa đạo Vĩnh Móc ra đây như thế nào nha. Không biết thiệt hay chưa? Vĩnh Móc đường trên đây nè. Di tích quốc gia nha. Ở quốc gia chứ, đúng rồi cái này. Lần đầu tiên mới biết rồi. Họ đặt này. Địa đạo Vĩnh Móc là một di tích quốc gia và đây là đường vào, còn 250m nữa. Lần đầu tiên tôi mới biết địa đạo Vĩnh Móc mà cũng là biết là địa đạo. Đây nãy giờ chưa quay. Đây là đường vào địa đạo Vĩnh Móc là một di tích quốc gia. Rồi, cái điểm đầu tiên nó muốn giới thiệu với đoàn các anh ở đây chính là giếng thông hơi. Nó là một trong hai giếng thông hơi của địa đạo. Và giếng thông hơi ở đây nó có độ sâu cách mặt đất khoảng tầm 12m á. 12m nó sâu hơn so với cái trục đường tầng 1 đó là 1m. Bởi vì cái đáy của giếng thông hơi nó sẽ tạo thành cái bể chứa nước. Cho nên những ngày mà trời mưa to, nước mưa nó chảy vào trong địa đạo thì nó sẽ không bị lan ra ở đường hầm. Nhưng mà từ phần đất trở xuống thì chúng ta nhìn thấy cái đó mới là phần nguyên thủy của giếng. Còn mái tre và cái phần bê tông thì người ta mới làm thêm sau này thôi, để an toàn cho khách và một phần nào đấy tránh cho nước mưa chảy xuống địa đạo. Còn trước đây thì những giếng thông hơi này người ta đào dưới các cái rặng tre, và phía trên thì phải có ngụy trang rất là kín đáo. Ở phía bên đó thì đoàn cứ nhìn thấy cái đó là cửa hầm số 9. Đây là một trong 13 cửa của địa đạo và là một trong 6 cửa thông lên đồi. Nhưng cửa hầm số 9 đó là cửa đi xuống tầng 1. Mà tầng 1 nó không nằm trong lộ trình tham quan, cho nên là chúng ta sẽ không đi xuống cửa đấy đâu. Thế bây giờ là em mời cái anh mình di chuyển dọc cái đường đá khoảng tầm 400m và chúng ta về cái cửa hầm số 3. Sau đó thì đoàn mình sẽ tham quan tầng 2 và tầng 3 của địa đạo. Đất khoảng tầm từ 15 đến 23m đó. Rồi em. Còn ở đây thì cái nhìn thấy cái này là một trong những loại hình hầm tránh bom ấy. Đấy là hầm chữ A. Nó còn có một số tên gọi khác như là hầm kèo, hầm cột hay là hầm triều tiên. Nhưng mà trước đây thì những loại hình hầm tránh bom này làm bằng tre hoặc bằng gỗ. Bây giờ thì chúng ta nhìn thấy này là họ làm bằng bê tông nhựa gỗ. Và theo thống kê thì ở trong toàn huyện Vĩnh Linh này có khoảng hơn 91.000 hầm tránh bom các loại. Và rất là nhiều loại hình hầm khác nhau ạ, hầm lán, hầm chữ U hay là hầm ấy. Và trong đó loại hình hầm chữ A này là phổ biến nhất, bởi vì nó chịu được cái sức nén rất là tốt và diện tích sử dụng. Nhưng mà xin thưa với cái nhé, thì những loại hình hầm tránh bom như này nó chỉ tránh được các loại bom bi hoặc các cái mệnh thôi, mệnh bom, mệnh pháo, các cái mệnh sát thương thôi. Nó không có đảm bảo an toàn cho người dân do một cái khối lượng bom đạn rất là lớn để trụ xuống cái khu vực Vĩnh Linh này, nên là người ta phải đào sâu hơn, đào và là đảm bảo cái độ an toàn cao hơn, đó là lý do vì sao mà người ta phải đào đi thẳng thế. Em đợi chút xíu nha. Về đây trong này là chúng ta tồn tại không tồn tại cái gì mà cái gì. Ở đây là bức phù điêu tái hiện lại toàn cảnh của Vĩnh Linh lúc bấy giờ, khi mà nghỉ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại ở bên miền Bắc bằng cả không quân và hải quân. Khi Mỹ đã phải sử dụng được các khu vực bên này gần 700.000 tấn bom đạn các loại, và một cái khổ lượng bom đạn rất là lớn như vậy thì không còn cái bom đạn chúng ta phải hào được đạn. Và mọi thứ ở trên mặt đất
bom đạn liên tục để phá, nhưng mà ở trong đó nó lại là cái vẻ sinh hoạt của người, tất cả là thành phố diễn ra rất là bình thường về văn hóa kinh tế. Nên là một số các cái hình ảnh đấy là hình ảnh cũ rồi, xong là hình ảnh ở chi tiết của bom như hai bên đó. Đó, đào và vận chuyển đất từ đường hầm lên trên mặt đất. Trong giao thông hào, gánh lúa từ ruộng về nhà trong giao thông hào, xây lúa trong giao thông hào, học bổ túc trong giao thông hào. Đây là một lớp học mẫu giáo dưới giao thông hào đây. Kể cả hoạt động của y bác sĩ bệnh viện Vĩnh Linh dưới các giao thông hào, nhà trẻ ở trong lòng địa đạo. Các tổng đài bưu điện Vĩnh Linh dưới lòng đất, giếng nước trong lòng địa đạo, canh gác ở các cổng đi vào địa đạo. Nói tóm lại là tất cả các sinh hoạt đều có ở trong lòng đất. Tự vệ hồ xá bắn máy bay Mỹ bằng súng trường từ các hầm trú ẩn. Đại đội 13 pháo binh Vĩnh Linh bắn tàu chiến Mỹ đột nhập vùng biển. Vận chuyển vũ khí và hàng hóa tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ. Hệ thống luôn đi, hệ thống đi. Ở trong toàn huyện Vĩnh Linh này thì có tất cả là 114 địa đạo lớn nhỏ với cái tổng chiều dài là gần 42 km, được phân bố trên khắp 73 làng đất đỏ Ba Gian, nghĩa là làng nào đều có địa đạo của làng đấy. Nhưng mà trong 114 địa đạo đó thì do một số các cái địa đạo nó ngắn và nông, không đủ độ an toàn tuyệt đối cho người dân, cho nên có 28 địa đạo bị bom Mỹ đánh sập, vùi chôn ở trong đấy khoảng gần 400 người dân vô tội. 28 địa đạo đó bây giờ nó trở thành 28 nấm mồ chung, 28 nấm mồ tập thể. Một số cái thì người ta không có bảo quản trùng tu nên cũng trở thành phế tích. Và chỉ có cái địa đạo Vĩnh Mốc nơi mà đoàn chúng ta đang được tham quan thì đây là địa đạo tiêu biểu, có cấu trúc độc đáo, được bảo quản trùng tu, tôn tạo và mở cửa đón khách tham quan từ năm 1983. Cái địa đạo Vĩnh Mốc này thì được khởi công đào từ tháng 4 năm 1966, hoàn thành cơ bản vào tháng 12 năm 1967, nghĩa là trong thời gian chỉ có 20 tháng á. 20 tháng vừa đào vừa ở với sự tham gia của khoảng 250 người. Và trong cái thời gian đó thì người ta đã tạo nên hệ thống hầm ngầm liên hoàn, nó có tổng chiều dài là hơn 1.044 m và được nối thông với nhau bởi 13 cửa, họ đánh số thứ tự từ 1 đến 13. Và trong 13 cửa này thì có 7 cửa thông ra biển và 6 cửa thông lên đồi ạ. Còn cấu trúc của địa đạo thì được chia làm 3 tầng khác nhau, nó được hiển thị bởi 3 màu riêng biệt ạ. Tầng 1 có độ sâu cách mặt đất khoảng từ 8 đến 11 mét, tầng 2 là từ 11 đến 15 mét và tầng thứ 3 là tầng sâu nhất, sâu cách mặt đất khoảng từ 15 đến 23 mét. Sâu 23 mét nhưng mà cái địa đạo này được đào gòn trong lòng cái quả đồi đất đỏ Ba Gian, nó có cái độ cao so với mực nước biển là khoảng tầm 28 mét, cho nên tầng sâu nhất của địa đạo là 23 mét rồi, thì nó vẫn cao hơn cái mực nước biển là khoảng 5 mét á. Vì vậy chưa bao giờ nước biển này có thể xâm nhập vào trong địa đạo. Và những cái ngày mà trời mưa to thì nước mưa nó chảy vào địa đạo rất là nhiều từ cả cái cửa ra vào. Nhưng mà lát nữa trong cái quá trình đi là đoàn chúng ta sẽ thấy là phía bên trái, phía bên phải, phía bên chân tường á là người ta đào các cái rãnh thoát nước, cho nên nước nó sẽ thoát ra biển dễ dàng, tạo cho mặt đường của địa đạo luôn khô và sáng.
Và ở trong cái địa đào thì nó có đầy đủ tất cả các yếu tố, các phương tiện tối thiểu để phục vụ cho đời sống của con người như một cái làng quê thu nhỏ. Bởi vì nơi đây là cũng là nơi diễn ra cái cuộc sống của con người trong khoảng thời gian là 6 năm, không liên tục, từ năm 1966 đến năm 1972. Và nói là không liên tục bởi vì những lúc mà không có bom hoặc ban đêm là người ta vẫn ra ngoài để cày cấy, đến bắt cá tăng gia sản xuất ạ. Ở trung tâm của địa đào có hội trường, là nơi cao nhất, rộng nhất, là nơi diễn ra tất cả các hoạt động cộng đồng như là hội họp, chiếu phim, diễn văn nghệ. Đồng thời đây còn là nơi diễn ra lễ tuyên thệ của đội quân cảm tử trước khi đi làm nhiệm vụ chi viện cho chiến trường. Có một bếp ăn tập thể hoàng cầm dạng bếp dấu khói á. 94 căn hộ gia đình được bố trí dọc hai bên trục đường xen kẽ từ 3 đến 5 mét. Và mỗi căn hộ gia đình ở đây thì nó chỉ rộng khoảng 2 mét vuông thôi, đủ chỗ cho từ 3 đến 5 người sinh hoạt. 94 căn như vậy, và lúc mà đông nhất đỉnh điểm ở trong địa đạo Vĩnh Mộc này có khoảng gần 600 người sinh sống. Có 3 giếng nước á, đủ để cung cấp nước sạch cho người dân và chi viện cho đảo Cồn Cỏ. Ngoài ra còn có trạm phẫu thuật tiền phương, hay là có nhà tắm, cả cái hầm để vũ khí lương thực thực phẩm, và có hầm tránh bom khoan ở trong lòng đất. Với tầng 1 và tầng 2 thì nó có cái độ sâu cách mặt đất khoảng từ 11 đến 15 mét, nghĩa là nó vẫn chưa an toàn đối với cái loại bom chuyên dùng để phá hầm phá địa đạo, đó chính là bom khoan. Vì bom khoan lúc bấy giờ thì nó có cái độ khoan sâu vào trong lòng đất khoảng tầm 15 đến 17 mét đó. Nên ở đây người ta đào xuống cái hệ thống hầm tránh bom khoan sâu hơn là 23 mét. Và khi nào có báo động bom khoan thì người ta sẽ nhanh chóng trượt xuống theo lối này, và sau đó thì sẽ đi lên ở một lối khác. Sở dĩ nó có hai lối bởi vì nếu như chẳng may có sập một lối thì vẫn còn lối khác để người ta đi lên. Và hai lối thì cái lượng không khí lưu thông ở trong hầm nó cũng tốt hơn nhé. Và đặc biệt ở trong cái địa đào Vĩnh Mộc này còn có một cái nhà hộ sinh. Đây là nơi đã chứng kiến sự ra đời của 17 em bé, trong tổng số là 64 em bé ra đời trong hệ thống làng hầm địa đào Vĩnh Bình. Và cái nhà hộ sinh thì họ bố trí ngay gần với cái cửa hầm số 4 á. Và cửa số 4 để chính là cửa thẳng nhất trong số 13 cửa của địa đạo, cho nên nó có thể lấy đầy đủ được ánh sáng và dưỡng khí cho căn nhà. Và cái tổng chiều dài của địa đạo là hơn 1044 mét, nhưng mà ngày hôm nay thì cái lộ trình tham quan của đoàn chúng ta sẽ khoảng là 600 mét á. Đấy là cái lộ trình tiêu biểu nhất á. Và lát nữa là chúng ta sẽ di chuyển về đi cửa hầm số 3. Đoàn mình sẽ đi xuống tầng 2, chúng ta sẽ tham quan rất là nhiều các cái căn hộ gia đình, nhà hộ sinh, hầm tránh bom khoan. Sau đó chúng ta sẽ rẽ xuống trung tâm của địa đạo, đó là hội trường. Và tiếp tục di chuyển xuống tầng 3 có độ sâu cách mặt đất là 23 mét. Ở tầng 3 chúng ta sẽ nhìn thấy nhà tắm, giếng nước, cả cái hầm để vũ khí lương thực thực phẩm. Sau đó thì đoàn mình sẽ rẽ trái để ra biển ở cửa hầm số 10. Và dọc theo bờ biển một đoạn thì chúng ta sẽ đi lên ở đây là cửa số 4. Và sẽ lặp lại cái đoạn này, nhà hộ sinh, hầm tránh bom khoan, và sẽ đi ra ở cửa hầm số 5 ở phía trước đó. Là kết thúc cái thời gian khoảng tầm 15 đến 20 phút trong lòng đất đó. Sau đó là mình sẽ quay trở về bãi xe khu nhà đón tiếp theo đối cụ. Của mình đó là giác biển và là đất Ba Gian. À, và em nói ở cái địa đạo mình là nó cao hơn mặt nước biển là 56 mét thì đó. 5 mét à. 5 mét à. Cho nên không bao giờ nó bị... Đây đồi đây. Nên là một quả đồi đất đỏ Ba Gian đây. Quả đồi đất đỏ Ba Gian mình hay sạc với á. Sạc biển nhá. Thường thì sạc biển đó là chúng ta sẽ thấy là nó là đất cá thấp, là đất phát cát thôi. Nhưng mà chỉ có duy nhất ở vùng Đông Vĩnh Linh đó là sạt biển, nhưng mà lại là đất đá. Vẫn là đất cho nên nó dẻo ha. Cái chất đất thì nó mềm dẻo và nó có cái độ kết dính á. Ở đây thì cái tên gọi của nó là Vĩnh Mộc chứ không phải là Vĩnh Mộc. Vĩnh là cái eo biển. Vì nguyên gốc ở đây là có hai làng, giữa hai làng đó thì người ta có chôn cái cột mốc để phân định ranh giới. Và mốc đó chính là cái cột mốc. Và phía bắc của hai làng đó thì có một cái eo biển, ta gọi là Vĩnh. Nên khi mà sáp nhập hai làng, đặt tên cho làng thì người ta lấy chữ Vĩnh đó và chữ mốc đó là để đặt tên cho cái làng là Vĩnh Mốc. Rất là nhiều người nhầm, bởi vì toàn huyện Vĩnh Linh trước khi sáp nhập cả cái xã thì 19 xã của ở trong huyện Vĩnh Linh là đều bắt đầu bằng chữ Vĩnh, như là Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch hay là Vĩnh Quang. Đó, cho nên là người ta nhầm giữa Vĩnh Linh thì là Vĩnh Mốc. Thế chuối lại là do cái dòng Quảng Trị nó hơi nặng một chút, thế là phát âm giữa chữ Vĩnh và chữ Vĩnh. Thế đúng không ạ? Thế là cái nghe cũng chưa rõ lắm. Nhưng mà tên gọi chính xác của nó là Vĩnh. Bên này là một số ít về cái số lượng chủng loài bom và pháo mà mình đã, Mỹ đã thả xuống đây đấy. Nó cũng chưa đủ một bộ sưu tập, nhưng mà phần nào đấy là dụng. Đây là các loại bom đây nè, đã được thả xuống cái khu vực Vĩnh Mốc này. Chúng mình ra là một đầu người dân Vĩnh Linh phải gánh chịu khoảng tầm 10 quả to nhất trong bộ sưu tập 3 mai. Trời đất ơi. Đấy. Và tính trung bình ra một đầu người phải gánh chịu khoảng 10 quả như vậy là khoảng 7 tấn. Một cái khối lượng bom đạn rất là lớn như vậy, đào mạc gần như. Nhưng mà người ta không thể sinh sống ở trên mặt đất, nhưng người ta vẫn phải bám trụ lại đây để phục vụ tiếp tế lương thực thực phẩm cho đảo Cồn Cỏ và cho chiến trường Quảng Trị miền Nam. Là cuộc thứ 3.
Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống cửa số 3. Hay đường hồng nó cao khoảng mặt rượu này mà. Anh đi trước không? À, đây anh đi trước nhá. Dạ. Cái này thì đi còn rộng hơn địa đạo Củ Chi. Cao khoảng 1m5, 1m6. Dạ. Rộng khoảng tầm 0,9 đến 1,3 mét. Tôi cũng đã đi được địa đạo Củ Chi. Nhưng mà địa đạo Củ Chi thì chật hơn. Và bây giờ thì thấy cái phần hộp gỗ và bê tông là người ta mở gia cố lại sau này. À, khoảng năm 99 đầu năm 2000 để tránh sạt lở và đảm bảo lâu dài. Nhưng người ta chỉ gia cố khoảng tầm 20 mét cả cửa ra vào thôi. Cho nên đi sâu vào bên trong khoảng tầm 20 mét thì đó mới là nguyên thủy của địa đạo, đó mới là đất đỏ Ba Gian. Ở đây thì hầm tối thì xin quý khán thính giả xem thấy có một vài ánh sáng là đã mừng lắm rồi nha. Hồi xưa là những vị ở nơi đây toàn là ở trong bóng tối thôi. Mình đi như vậy là đã mừng lắm rồi. Rồi anh ơi chú ý, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đi xuống 24 bậc cấp. Bậc cấp nó hơi cao và không có đều nhau. Chúng ta sẽ đi xuống tầng 2 của địa đạo có độ sâu kết mặt đất là 15 mét. Và tôi có từ cảm nhận là nó mát đi. Đây là nguyên thủy của địa đạo này, đến là đất Ba Gian này. Đây, cái chất đất nó mềm và dẹp nhưng mà nó có độ cái dính cao. Mà tôi thấy cái sự mát của cái dưới cái tầng hầm mát hơn là trên. Trong này là nhiệt độ nó ổn, ổn định quanh năm khoảng tầm 25 đến 26 độ ạ. Phía bên trái đấy là trạm gác anh. Đây là một trạm gác. Luôn có một người ngồi để theo dõi sự lên xuống của mọi người trong địa đạo, mà chủ yếu là để đề phòng biệt kích từ ngoài vào. Đây là hầm trạm gác ở đây, ở toàn địa đạo này. Bên trái thì nó cũng có những cái bên trái đấy là cửa số 1 đấy nha. À, cửa số 1 kế bên cửa số 1 đó là cửa số 2. Nhưng nó không nằm trong lộ trình tham quan, chúng ta sẽ phản về điều các bạn. À, trong đây có mình đang ở tầng 2 đây. Thì nó có là tầng dành cho dân cư sinh sống nên xem kẽ từ 3 đến 5 mét dọc hai bên trục đường, đấy là các căn hộ gia đình. Tuy nhiên nói là căn hộ gia đình ạ, nhưng không phải một gia đình người ta sống trong một căn hộ như vậy, mà người ta phải ở phân tán nhau ra. Một nhà là khoảng từ 1 đến 2 người thôi. Vì nếu như chẳng may có bom đến trúng thì thương vong ở trong gia đình đó có sẽ ít đi. Trên trường hợp để đặt chị cả nhà. Đây là sống ở dưới hầm, ở dưới địa đạo. Rất nhiều những cái căn hầm giống như xương cá chĩa qua hai bên. Chính vì đường căn hộ, chín mươi cái căn như thế này, địa đạo này chia ra như vậy là mỗi một căn ở như thế này. Đây là căn hộ này có bốn người, gia đình với hai trẻ em. Hồi xưa là chắc đốt nến hay đèn cầy, đèn dầu. Mà cả cái chất đốt kia là mỡ lớn hay là dầu thực vật á. À. Mà cái loài đèn đó ra khỏi rất là nhiều. Lượng không khí ở trong hầm không có nhiều cho nên cũng rất là ít khi người ta sử đèn. Rất là ngộp đúng không? Bây giờ đi trong địa đạo có ánh sáng, ánh đèn. Mà còn như vậy thì huống chi hồi xưa không có gì hết. Chắc là tối om. Nhưng bây giờ là người ta để cái điền theo kiểu thì mình dùng ngày xưa. Dạ. Để bên chân tường, bên trái bên chân tường là có cái rãnh quạt nước này. Dạ. Nước sẽ đổ xuống như đây. Nó sẽ ra biển, đổ ra ngoài, ra biển. Nên là tạo cho cái mặt đường của địa đạo luôn khô và ráo. À. Hay quá ha, người thiết kế cái địa đạo này tuyệt vời. Dễ đi hơn nhiều so với Củ Chi đúng không anh? Dễ hơn. Dễ đi hơn nhiều. Nó cao hơn và được không khí lưu thông ở trong phòng nó cũng tốt hơn nhé. Đúng vậy. Ở đây thì người ta đưa vào lộ trình tham quan là khoảng tầm 300 đến 600 mét, nhưng ở Củ Chi thì khoảng tầm 20 đến 100 mét. Đúng rồi, tại kia thấp hơn và ngộp hơn. Cái hôm mà Covid chứ, ở đây nó có mở cửa mà không có khách thì... Dạ, đúng rồi. Mình đi cái lộ trình dài luôn anh nhá. Rồi đi lộ trình dài đi. Thế là mình rẽ phải. Rồi mình cũng sẽ ra nhưng mà ra cửa khác. Dạ đúng rồi. Là rồi mình sẽ ra biển ở cửa số 10. Bên này là cửa hầm số 4. Ồ đây có một cái. Đây là nhà hộ sinh. Nhà hộ sinh. Tức là nơi là để sinh các cháu bé đây. 17 người sinh ra ở đây đây. Ôi trời ơi. Đấy, nó gần này với cửa số 4 ở bên kia là cửa thẳng nhất. Nên nó lấy đầy đủ được ánh sáng và dựng thì cho các anh. À. Đây là cái đường như cô Phương nó là nó đi thẳng qua cho nên là cái lượng không khí nó đi thẳng qua đây nó cũng dễ hơn đúng không ạ? Nó
gần với cái cửa số 1. Gần cửa số 1. Bên trái của anh đó là lối đi xuống hầm tránh bông hoa. Ở đây thì người ta không có làm bậc cấp, cho nên là lúc nào mà có báo động bông hoa đó là người ta sẽ nhanh chóng trượt xuống luôn. Trượt xuống một cái là nhanh chóng, và sau đó sẽ đi lên tới một lối khác. Cái bông hoa là sâu dưới 25-26 mét đấy. Độ sâu của nó là nó đang ở trong tay ấy. Không thể tưởng tượng được. Tôi có cảm giác giống như là tôi đang đi lại trong cái chỗ gọi là hầm Toại Đạo ở bên Roma. Nhưng mà hầm Toại Đạo bên Roma thấy còn khang trang hơn. Người sống ở đó còn có ý nghĩa. Còn ở đây, phải nói rằng là đất nước chúng ta đang rất là tốt đẹp, thì tự nhiên Mỹ kiếm chuyện và dội bom như vậy trên đất nước chúng ta, tôi không biết nói làm sao hơn nữa. Dân sống ở đây thật là vất vả như thế này, đi du lịch cũng cảm thấy rất là vất vả, huống chi sống hàng ngày như nơi đây. Bên đây em. Ở đây lại có giống như một cái giường ha. Đó là cái bản tin đấy nha. Bản tin này. Công giáo này phân công nhiệm vụ trong từng đợt, trong từng thời kỳ. Nhưng cái bảng này bây giờ là bảng mới, là ngày xưa người ta dùng một bảng gỗ và dùng than để viết lên trên. Đây là một cái thông báo ở đây, đọc tới đây là một người biết đang nói cái gì, phân đúng không? Phân công công việc. Bản tin. Rồi, chú ý cẩn thận ở phía bên trái dưới chân này. Đây là lối đi lên của cái hầm tránh không khoan. Nãy là bông hoa là bên kia là trượt xuống này, bây giờ bên này đi lên này, bên ở đây là nó có rất là nhiều cái bậc cốc này. Nhưng mà cái cầu xi măng đây á, là người ta mới làm thêm sau này để đảm bảo an toàn cho khách đi ngang qua thôi. Còn trước đây là người ta dùng một cái tấm ván gỗ thì có thể nâng lên hạ xuống nhé. Nhiều đồ thông của nhau. Còn đây là ngồi gặp để trao đổi với nhau đây. Ở đây cũng cây nó cũng có mọc lên một chút đây nè. Nó có nào mà có ánh sáng. Ánh sáng cả cây nó mọc lên nè. Có rêu. Đây là hậu trường ạ. Đây là hậu trường à. Cho nên mình thấy rộng nhất nằm ngay trung tâm của địa đạo đây ạ. Tương đối là rộng hơn. Bề ngang chắc khoảng chừng 2 mét. Cao nhất và rộng nhất. Cao 1m9, rộng 1m3. 1m3 thôi ạ. Vâng. Đây là hội trường meeting room, cả cái hoạt động cộng đồng. Đồng thời đây còn là nơi diễn ra lễ tuyên thệ của đội quân cảm tử, trở nên là nhiệm vụ chi viện cho chiến trường. Đây là hội trường. Đây. Ở đấy là cửa hầm số 6 nhé. Cửa đấy là cửa thông ra viện. Rồi. Nhưng bây giờ mình theo mình ra cái đường này. Là xuống tầng 3 của địa đảo, nó có độ sâu cách mặt đất là 23 mét. Giờ chúng ta đi xuống tầng 3 đây. Rồi, 22 bậc cấp anh nhá, bậc cấp trên. Sâu. Đi ngang cái chân này anh ạ. Đây là chủ thông nhất đây em không đấy. Dạ, xuống cấp nha. Từ anh ơi, đi ngang chân này nó được chân hơn á. Okay. Chúng tôi đi xuống sâu xuống, sâu tầng sâu nhất. Cảm giác thật là nặng không? Không sao. Đi đây càng sâu xuống là có nước. Cầm cầm cao. Cầm này. Bên trái thì là giếng nước đây, ngay bậc cấp cuối cùng á, để cái giếng nước. Đây. Và còn nước rất là trong. Giếng nước. Để các cái mạch nước ngầm vào trong lòng đất ạ. Và vẫn còn nước đây. Nếu thế là được quân năm anh. Tức là sử dụng nước, đây là nước ngọt hả cô Vương? Dạ đúng rồi nha, để là nước ngọt. Đây nha ha, đây là con nước trong lòng đất mà con. Có thể nhìn thấy bằng đại giếng này. Đây có cái dây để người ta múc nước lên để sử dụng sinh đây hoạt. Đây là giếng nước sinh hoạt ở trong địa đạo. Mà nước thì quanh năm suốt tháng. Ngó xuống còn thấy có nước ở dưới đây. Có thể là đại giếng luôn nhé. Ừ.
là lạ lùng. Nhà tắm ở phía bên tay phải nha. Đây là nhà tắm, sau khi mà múc nước lên đây thì có thể tắm ở đây. Và nước nó sẽ theo bậc cốc và có rần nữa ở bên phía chân tường. Nước sẽ lạnh, nước nó theo cái này nó thoát ra ngoài. Và nơi đây là nhà tắm. Tắm thì thấy nước nó chảy xuống dưới đây và nó chảy ra ngoài luôn. Sinh hoạt ở đây họ thiết kế rất là hay thưa quý vị. Đây là nhà tắm bên dưới địa đạo. Tầng 3 chủ yếu là để cất giấu nước cấp vũ khí, cho nên là có rất là nhiều các cái phòng để vũ khí, nước thực phẩm hai bên. Này là một trong những cái trạm trung chuyển nước thực vũ khí để tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ. Và do cái tầng 3 là cái tầng sâu, độ ẩm rất là lớn, đặc biệt có nhiều nước vào mùa mưa. Nên ở trong cả cái phòng để vũ khí, nước thực phẩm là kinh thể là họ làm hai gờ cao hai bên này. Đấy, gá gỗ lên trên sau đó mới đặt nước thực vũ khí. Đây là trên ở dưới đây để mà cất vũ khí và lương thực, vì độ ấm cho nên là họ là cao hơn hai bên, ở chính giữa thì chúng xuống để cho nước nó xuống đi. Như thế này đây, sinh hoạt như thế này. Chúng tôi tiếp tục rẽ trái. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ ra ở một cái cửa thông ra viện, đây chính là cửa hầm số 10. Nãy giờ mình đi được một đoạn đường khoảng bao xa cô Phương? Mình đi khoảng tầm lộ trên trái đó rồi anh. 500 mét rồi đấy. Thế à? Thế mà tôi tưởng tượng là tôi đi chứ đây là 5 năm hay là 50 cây số rồi, đi rất lâu rồi. Chứ lòng đất thật là kinh khủng, cảm giác rất là hồi hộp. Đây cũng có một cái giếng to. Thứ hai trong lộ trình tham quan chúng ta nhìn thấy trong địa đạo có tất cả là ba giếng, nhưng mà ở tầng 3 là có hai. Tại vì tầng 3 cái độ sâu của nó là 23 mét rồi, nhưng người ta chỉ cần đào xuống thêm khoảng tầm 2-3 mét là có cái mạch đấy rồi. Giếng tập trung ở tầng 3. Và ở đằng kia thì thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi. Đó là một cửa thông ra biển. Được, cửa là cửa số 10 thông ra ngoài biển. Ánh sáng cuối đường hầm. Đi ra biển. Đây quý vị xem nghe tiếng sóng rồi. Đây. Hay nhờ, hay quá. Đây là cổng số 10, anh Hùng vừa mới bước ra. Cái này đi thoải mái hơn là Củ Chi. Có kế hoạch hơn Củ Chi thì phải. Nhưng những cái địa đạo ở phía bên Bắc này được đào từ sự phù hữu của chính phủ tỉnh Nam Trung là gọt là kinh nghiệm từ phong trào đào địa đạo của quân và dân miền Nam ạ. Địa trong miền Nam là đào trong khoảng trình tổng pháp là 46-47 cái trong đào địa đạo rồi. Đây là học tập, học tập. Bắt đầu đào thử nghiệm trên vùng đất Vĩnh Linh là năm 1963. Còn riêng địa đạo Vĩnh Móc thì được đào năm 1966. Thế là mình đi từ trong địa đạo mình ra là mình thấy đá một cái ngõ. Mình thấy nó nhiều cửa ngõ. Phía tây là xa kia là đảo Cồn Cỏ. Cồn Cỏ. Cồn Cỏ. Cồn Cỏ. Cồn Cỏ 28 km. Cồn Cỏ 28 km. Và đây là bãi biển. Biển này được gọi là biển Cát Tùng. Tôi biển này là bờ biển. Tôi muốn ghi nhận cái cảm xúc của anh Hùng sau khi mà chúng ta đi một đoạn đường 500 hay là 600 mét ở dưới địa đạo Vĩnh Mốc. Anh Hùng có cảm nhận gì? Cho anh Hùng ấy. Hôm nay tôi đi xuống địa đạo Vĩnh Mốc. Cảm giác của tôi bây giờ là phải nói rằng là so sánh trải nghiệm ở địa đạo Củ Chi và địa đạo Vĩnh Mốc. Địa đạo Vĩnh Mốc thì quy mô hơn, nhìn thấy độ sâu thì sâu hơn, nhưng mà lại thì có lẽ là vì đó là một ngọn đồi nên là chúng ta dầu đi sâu và đi ngóc ngách đủ thứ vẫn đặt ra cửa biển. Thì phải nói rằng là về sự quy mô vững chắc thì tôi cho rằng địa đạo Vĩnh Mốc vững chắc hơn. Thứ hai đó là cái cảm giác của tôi, người dân nơi đây sống và làm việc luôn, tức là khoảng 600 dân làng sống nơi đây, họ sống vào ban ngày ở trong địa đạo, ban đêm họ ra ngoài họ cày cấy đánh bắt cá vân vân và vân vân.
cho thấy là họ biến cái cuộc sống ở địa đạo Củ Chi là một cuộc sống, xin lỗi, địa đạo Vĩnh Mốc là một cuộc sống thường nhật của họ, đi vào trong huyết quản của họ. Vậy thì họ là những con người kiên cường vô cùng. Tôi cho rằng là người dân nơi đây là những con người kiên cường và anh dũng, vì họ dám hy sinh cả cuộc đời của họ nơi đây để chi viện cho chiến trường miền Nam. Thì quả thật họ là những con người kiên cường. Đó là điểm thứ hai tôi nhận xét. Điểm thứ ba tôi nhận xét nữa là họ hòa mình được giữa đất và biển, giữa trời và đất, là con người phấn đấu với thiên nhiên. Nơi đây là có biển và có đất liền, và họ biết cách sắp xếp làm sao cái sự thông qua đi lại giữa biển và đất, giữa con người với trời. Thì đây là một sự tính toán rất hay của người dân Việt Nam sống nơi đây, anh Quang Trường. Cảm ơn nhận xét của anh Hồng. Bây giờ là chúng tôi sẽ vào cửa số 4 để em. Để trở về với 4. Lại khu trung tâm. Rồi, chúng tôi sẽ đi thẳng luôn. Anh Hải cũng thở. Hướng dẫn viên du lịch ở đây là cô Phương. Một o nhỏ thó, gầy gò như vậy mà đi thì không thấy thở chút nào hết. Xin hỏi cô Phương, bí mật nào không thấy cô thở ra ngoài vậy cô Phương? Dạ, cũng phải thở. Giấu thở. À, giấu thở như thế nào, xin cho biết bí mật à? Bí quyết giấu thở như thế nào? Bí quyết giấu thở như thế nào cô Phương? Mình mệt thì biết rồi, nhưng mà làm sao mình giấu được cái mệt được, đó là cái quan trọng. À, đeo khẩu trang nha. À, thưa quý vị, tôi nhìn thấy cô Phương một o nhỏ thó xinh xắn. Tôi mới liên tưởng là hồi xưa các o du kích cũng nhỏ thó xinh xắn, nhưng mà là kiên cường tranh đấu hay là hay vô cùng. Chắc đây là hậu duệ của các o nhỏ thó xinh xắn hồi xưa. Đó là câu chuyện đi Vĩnh Mốc. Vĩnh Mốc. Vĩnh Mốc, đúng rồi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.